Vâng, kính thưa quý vị khán giả theo dõi kênh YouTube Yến Sở Rồng Vàng. Và hôm nay chúng tôi lại có mặt tại huyện Cờ Rông Năng của tỉnh Đắk Lắk để tiếp tục sửa chữa một căn nhà yến. Căn nhà yến này thì nó có hai sàn thôi, là hai lầu một trệt. Trệt thì ông chủ cũng đã xây dựng một cái nhà ở nó là tương đối là tươm tất. Còn hai nhà cái dạng yến này thì cũng là cũng nỗ lực, ông chủ cũng nỗ lực, nhưng mà sau khoảng tầm cỡ hơn một năm 2 năm rồi đó, nó cũng được vài tổ, nên là khi bác xem cái kênh YouTube của tôi đấy thì bác cũng cơ bản là bác cũng đã sửa một phần nào đó rồi, ví dụ như là cái bánh ú chỗ này đấy, các lỗ khí đây bác đã khoan ra, làm rất là nhiệt tình, nhưng mà sau một thời gian là do cái vị trí nó cũng không được tốt lắm, nó đứng ngay trên một quả đồi, đây là quả đồi rất là lớn này đấy, và cái thời tiết nó cũng tương đối là khắc nghiệt, ví dụ như thời điểm này là nó nhiệt độ nó tương đối là cao và đồng miền Trung Tây Nguyên đang hạn hán, nên là cái việc mà để tăng trưởng chim thì hơi khó chút xíu, nhưng mà nói gì thì nói chúng tôi cũng chuẩn chỉ kỹ thuật này, sau đó thì sẽ đưa nhà yến vào vận hành lại từ đầu. Tổng hơn một năm thì được mấy tổ đấy, thì nói chung là cũng nỗ lực rồi, nhưng mà chúng tôi phải tiếp sức. Và mời quý vị lên trên đây là hướng xử lý, cách xử lý một căn nhà yến trong thời gian dài không có chim đấy, và mời quý vị đi theo tôi hướng dẫn cách xử lý một căn nhà yến. Đây chúng tôi đã vào chuồng đảo chim. Chuồng đảo chim này là nó thuộc về góc độ tứ bề, khu vực này gió rất là nhiều, thì quý vị nhìn thấy chỗ này là một lỗ này, hai lỗ này, ba lỗ, chứng tỏ là cũng đã xoay sở rất là nhiều các cái lỗ khí. Và cái lỗ trên này chúng tôi đã mới làm xong. Ở đây cường độ gió là rất là lớn, thực sự rất lớn, cường độ gió lớn lắm nhá. Đấy, thì cái nhà yến này thì khi mà chăng cái bạt trong là nó có tốc, thì hướng xử lý về cái gió. Và đây tôi cũng chia sẻ những cái điều cơ bản. Đây là những cái bạt này, những cái này này, cái này để trong nhà nhiều. Mấy bóng bạt bằng giấy bóng này, tôi anh em không để ý nên là hắn còn cái này nên là phải rất ra. Và chính cái bạt này, cái bạt này, cái giấy này, gọi là ly lông đấy, ở trong nhà yến thì khi gặp nhiệt đấy sẽ sinh ra cái mùi, và chính bác chủ nhà đã đang dùng cái này để chắn sáng này đấy, khi tôi vào nó phát hiện ra rất là nhiều mùi, mà chính cái mùi đó nó làm nhà yến nó sinh ra mùi liên tục, chỉ một chi tiết rất nhỏ thôi nó cũng không ok. Và tôi sẽ đi vào để quay cái hệ thống khí. Hệ thống khí điều khiển cái khí nhiệt trong nhà này cực khó nha, rất khó. Và đây tôi phải chui đi nào. Đây là cái nhà yến này, và điều cơ bản là bác chủ nhà cũng đã khoan tương đối nhiều lỗ, nhưng tôi vẫn lại khoan thêm, và tôi phải nối dài những cái ống ra, ống này nó cả mét đấy. Và tôi để rất nhiều lỗ này, 1 này, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21 lỗ. 21 lỗ 114. Trong khi đó ông chủ nhà chỉ để quá. Chúng tôi phải khoan thêm này. Đấy. Vì khi tôi bước vào cái nhà yến này, mặc dù trời ấy, ở ngoài trời nhiệt độ khoảng tầm 37, 38 độ, 40 độ. Nhưng khi tôi bước vào nhà yến này, nó chỉ còn khoảng tầm cỡ 28 độ thôi, nó vẫn không đủ cái nhiệt để cho cái nhà yến nó phát triển và nó chim nó ở, nên đó là một cái lý do mà khí và nhiệt nó ở mỗi một vùng khác nhau, không giống nhau. Và thực sự ông chủ cũng xem kênh YouTube của tôi rất nhiều, tự sửa lấy nhưng cuối cùng cũng không được. Đấy. Cái khí cái nhiệt là hai cái điều kiện cơ bản trong nhà yến, đó là sự sống của nhà yến chứ không phải là cái chuyện đơn giản, nên chúng tôi phải khoan lỗ và lỗ đối ống rất là dài, tương đối là dài, vì mỗi một cái vùng nó khác nhau, nó thế là cái việc áp dụng không giống nhau đấy, không giống nhau đâu đấy, nên là còn
Cái hệ thống lò xo này thì bác cũng đã làm tương đối là theo cách của tôi. Nhưng mà nói thật ra là tất cả các hệ thống loa tôi đã hướng dẫn là cơ bản trong cái nhà yến nói chung. Cơ bản trong nhà yến nói chung là nó gần như anh em làm được hết. Nhưng mà cái khí cái nhiệt anh em phải phải có điểm và điểm chuẩn. Từ cái điểm chuẩn đó thì anh em bắt đầu mới biết được cái sai cái đúng mới vận hành được. Nên là cái bạt này tôi phải gấp đến 2 lần thì nó mới đủ độ tối của nó. Còn nếu mà để đây là 2 lần này, nói nó quay cho bà con xem luôn, 2 lần bạt này thì nó đủ tối, không đủ độ tối đâu. Đấy, thưa quý vị như vậy. Đây là cái tầng trên, tôi quay tầng trên trước cho quý vị xem. Đấy, nên là tí nữa thì bác chủ nhà cũng rất cái này ra. Rồi nếu mà để cái này nó cái mùi nó rất là kinh khủng, đặc biệt là cái ở miền Tây này, cái bạt nuôi tôm á, bạt nuôi tôm mà những cái này gọi là giấy bóng đấy, giấy ni lông đó. Mình sẽ để ra cái bạt như này này, đừng bao giờ làm cái bịch ni lông, và nó cái mùi khi gặp cái nhiệt đấy, nó sẽ làm cho cái nhà yến có mùi mà không xử lý được đâu. Mà nhà yến này cũng là một nguyên nhân cái bạt ni lông mà xả lại xuống nền đấy này, lại xuống nền. Đấy, mà tôi mang hết xuống rồi, tôi không sử dụng nữa và tôi dọn nhà đi. Và tôi đưa cái bạt ở nền đưa lên cái này thì nó mới ok được. Đấy, nói vậy thôi chứ từ nhiều cái chi tiết rất nhỏ thôi nhưng mà nó cũng làm cho cái này yến bị hư. Và tôi xuống tầng dưới thôi. Tôi quay cho quý vị coi. Và cái tầng dưới này, đây thì chỗ này là bác đục làm này, tôi cũng đã hoàn thiện lại cái phần đấy. Phần dưới này thì đây, quý vị cũng thấy này, và đây tôi quay cho quý vị coi. Đây là cái chắn sáng này, chắn sáng là tôi làm này, và nó rất là tối. Đấy, và đây là cái ống khí này, để tương đối nhiều ống khí. Mặc dù ống chủ đã để rất ống khí rồi, nhưng mà tôi cũng phải quan thêm để làm đây, đặc biệt là quan thêm này. Và có ống khí này, nó như thế này thì chị mới ở được. Khi tôi làm xong tôi cảm nhận được cái khí cái nhiệt của nhà yến thì nó mới chị mới ở nhá, không phải chuyện đơn giản đâu. Tôi đếm này, một này, tôi đếm ống khí đây này, một này, hai này, ba này, bốn này, năm này, sáu này, bảy này, tám này, chín này, mười này, mười một này, mười hai này, mười ba này, mười bốn này, mười năm này, mười sáu này, mười bảy này, 18 này, 19 này, 20 này, 21. 21 ống khí trong 14. Mà điều đặc biệt là các ống khí đây rất là dài ha. Nó dài lắm. Đấy. Thế là cái nguyên nhân của nhà yến. Và sau khi đó khi làm xong tất cả cái nội dung đó rồi thì mình để các lò xo thì bác đi tương đối là đều cũng xem được cái kênh YouTube của tôi thì bác cũng đã sửa rồi. Nó cũng không được. Và cuối cùng sau khi làm tất cả những cái các hệ thống khí và nhiệt mà tôi cảm thấy như thế này là tầm này là con chim nó ở, thì tôi sẽ bắt đầu mới nghĩ đến một bản âm tuyệt vời. Chứ không phải là chúng ta không cứ no đi chạy bản âm mà chúng ta lại không no cái phần khí nhiệt môi trường cho nó thì chắc chắn là nó không được đâu. Rất là khó nhằn nhá, không phải chuyện đơn giản đâu. Đấy là tôi cũng chia sẻ, đây là tôi chia sẻ toàn bộ căn nhà yến này nhá. Đặc biệt là cái túi lấy bóng đấy, cái bạt bằng ni lông ấy thì quý vị không nên sử dụng để chắn sáng như này, nốt đèn nhà nhé. Đây này, chứ còn là để nốt đèn nhà là không được đâu, nó hơi bị khó khăn đấy. Đấy thì chúng tôi cũng chia sẻ cho quý vị đấy. Tổng thể nhà yến đấy, tôi không có giấu gì quý vị đâu, và tôi hy vọng cho cái nhà yến này nó sẽ phát triển tốt và đem lại cái niềm vui và niềm hạnh phúc cho ông chủ là đã đầu tư một khoản tiền tương đối là lớn, mặc dù kinh tế tương đối là khó khăn, thì tôi cũng đang hỗ trợ về nhiều mặt, đặc biệt về kỹ thuật cho khán giả nói chung cũng như là nhà yến, là luôn đặt vấn đề là phải tận tâm với công việc của mình và làm sao mang lại niềm vui cho người khác, đó là cuộc sống của tôi. Một lần nữa chúng tôi xin cảm ơn quý vị và hẹn quý vị trong video clip lần sau. Thân ái nhé, chào tạm biệt quý vị.